nó đẹp như thế này mà anh không mua thì anh mua ở đâu? Em hỏi anh, ở đâu trong cái giải đất Việt Nam nào mà anh có thể chọn được một cái vùng nó đẹp như thế này? Anh duyệt cho em. Vâng, nhưng mà anh mua cái hòn đảo này của em để làm gì hả anh?